Dương Mai, chị Bông, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay giới thiệu với chúng ta một chương trình là mua 3 thêm 1 dòng phô mai dảo cánh tròn đây cả nhà. Cả nhà ơi, dảo cánh tròn cái mơ nha quý cô chú anh chị ơi. Hoa của nó sẽ là phôm tròn như thế này, rất là đặc sắc luôn cả nhà. Màu hoa của nó sẽ là màu vàng tươi, rất là đẹp luôn nha. Rồi, ngày hôm nay thì em sẽ có chương trình mua 3 được 4 giá không đổi cả nhà ơi. Bên vườn mai nhà em nói về chất lượng giống thì em bao 100% chất lượng giống cho quý cô chú anh chị nha. Đó, đây là phôm hoa dảo cánh tròn, một cái màu vàng thực sự là màu vàng tươi luôn, rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Mọi người nhìn nè, cái nhụy của nó nè cả nhà, tuyệt vời ông mặt trời luôn ha. Rồi, anh chị nào thích dòng này thì hãy alo cho vườn mai của Chế Bông nha cả nhà. Chúng ta có chương trình mua 3 được 4 giá không đổi luôn quý cô chú anh chị ơi. Về phần đế là xử lý rễ rất là đẹp nha. Đó, đây rễ rất là đẹp luôn. Hình thú được không nè cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Còn ngần ngại gì mà không alo cho vườn mai của Chế Bông để sở hữu 4 cây 300 như thế này quý cô chú anh chị ơi.